Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Và hello mọi người, thì lâu lắm giật kẹo không có show cái kho đồ và ngày hôm nay thì kẹo sẽ show kho đồ cho anh em xem nhé. Hiện tại thì cái bộ trang phục mình đang mặc đây nó là cái bộ trang phục nhà tiên tri và được quay trong cái vòng quay may mắn nhá. Đây anh em ơi, vòng quay may mắn của mùa hiện tại đó, vòng quay kim cương thì mình đã có được bộ trang phục nhà tiên tri, đang tính quay thêm bộ trang phục nữ tư tế nữa nhưng mà sợ tốn kim cương nên là thôi anh em ạ. Đấy, hôm trước là mình quay 500 kim cương mới ra được cái bộ trang phục nhà tiên tri nhá. Sẽ vào trong một tủ đồ đây anh em ơi, sâu từ từng món đồ và đọc cho anh em xem luôn. Về mình sẽ đây sâu cho anh em từ những cái bộ trang phục của nó như kiểu là một bộ với nhau nhá. Thì mình có cái bộ trang phục vệ binh hoàng gia này mà mình có được ở trong một cái thẻo bắc cực mình đặt nhá. Ở đây sẽ là gấu bắc cực này, cái này thì mình nhớ không nhầm là sẽ phải mua anh em ạ. Và cái bộ ninja thần chết này cũng phải mua này. Đó, ngoài ra thì mình có cả cái bộ sói xám này, cái này là mực mộng mơ này, rồi là người sao hỏa này, phía dưới có bạch tuộc baby này, sát thủ bạc này, ông già Noel này, siêu đạo trích tín này, chiến thần này. Ngoài ra thì còn có những cái bộ cho nữ nữa, mình sẽ đổi giới tính anh em ạ thì mới trang bị được thì phải. Đây đây, nhân vật này, đổi nhân vật nữ anh em ơi. Đấy đấy, từ từ, nhân vật nữ chơi Misa đi. Đấy thì mình sẽ tiếp tục sâu tủ đồ cho anh em xem về những cái bộ trang phục nữ nha. Thì đây nó sẽ có thêm cái bộ trang phục đó là gấu trúc này. Ngoài ra thì mình còn có bộ trang phục thỏ ngọc, thì hai cái bộ trang phục này các bạn sẽ phải đổi đá quý mới có được nhá. Đây sẽ là bộ vệ binh hoàng gia nữ này, toàn đồ đẹp thôi anh em ơi. Cái này thì là tiên hắc ám, mình nhớ không nhầm là nó được có được bán ở trong cái shop bí ẩn nhá các bạn nhá. Rồi nha, bên này sẽ là bộ con bé quàng khăn đỏ này. Tiếp tục kể cho anh em nghe về cái bộ trang phục quý bà quả trên này. Đấy, rất nhiều anh em ạ. Rồi là người sao hỏa nữ này. Ngoài ra thì mình còn có cả cái bộ trang phục ác quỷ cũng như là thiên thần nữa. Đây là những cái bộ trang phục mà nó có như kiểu là nguyên một bộ với nhau nhá, nguyên set nha anh em nhá. Còn bây giờ nếu mà kể về đồ lẻ thì thật sự là nó vô cùng là nhiều anh em ơi. Chúng ta sẽ kể về những cái đồ lẻ của nữ trước như ở đây. Đấy, mũ tình yêu màu hồng này, bên này sẽ là mũ hải tặc này, thêm mũ thợ săn phù thủy nữ nữa. Ngoài ra thì có cả cái tóc cyborg này, cô gái đua xe mũ. Nó là cái mũ khi mà anh em kiểu như là chơi và cài được cái bộ, từ chối các anh em ơi, anh em chơi và cài được cái bộ gì nhỉ, chơi đủ liver của nhân vật Misa thì cài được cái mũ này. Mũ bóng chày nữ này, tóc nữ cảnh sát ở trong cái sách cảnh sát nha anh em. Tóc báo đen này, tóc bikini chấm bi này, nó kiểu dạng cái mũ anh em ơi. Ngoài ra thì bây giờ có cả tóc soccer nữ này, tóc tiên này, mũ pharaoh thì có liver 0123, nó sẽ đổi màu nha các bạn ơi. Ở đây sẽ là mũ phù thủy tập sự, là mũ bà già Noel, mũ nữ hiệp, kiểu trông như kiểu là búi tóc giống quả dứa vậy anh em ạ. Đó, tiếp theo bên dưới sẽ là đầu hồng nhan, đầu tiết nhi, mũ nữ camo, là mũ nữ đặc công. Chúng ta sẽ có cả mũ vượt ngục vào đây, một cam nữa, mũ rơm hải tặc, tôi chẳng thấy nó giống rơm tí nào cả anh em ơi. Đây là về xong cái phần mũ dành cho nữ, chúng ta sẽ tiếp tục xem về cái phần ở đây sẽ là cái phần kính mắt nha các bạn ơi. Ui, hiện tại hơi lag hả anh em? À không phải đâu, thì đây phần kính mắt sẽ có mặt nạ kitsune này, mặt nạ tận thế này, mặt nạ nàng hề ma quái, có cả mặt nạ thợ săn phù thủy nữ, và đây sẽ là đầu chiến binh giả lập beta. Đó, đầu nữ quái xa lộ, và anh em sẽ có thêm cả mặt nạ nữ hoàng Ai Cập nữa, mặt nạ đặc nhiệm Delta trông ngầu vãi trưởng anh em ạ. Vương miện nữ hoàng, hôm trước là mình mới quay được cái set nữ hoàng sinh tồn xong, là nguyên cả set anh em ơi. Ở đây có mặt nạ đồ long nữ này, đầu túi giấy này, kính giang hồ nữ này, băng che mắt lườm này, băng che mắt hu hu hẳn là hu luôn các bạn ơi. Ở đây sẽ có là mặt nạ huyền bí và mũ hề nhá, mũi hề thì đúng hơn. Sau đây anh em là kẹo đọc hơi nhầm một xíu, có đầu quà bất ngờ, và đây sẽ là mặt nạ tù trưởng nữ này. Tiếp đây nó là mũ người hùng 2019 này, mặt nạ nữ hiệp này, đầu có mắt Horus. Ở đây anh em có cái mặt nạ là UL mới mua hôm nọ, và đây sẽ là cái đầu mỹ nhân ngư. Ngoài ra có mặt nạ nữ vật nữa, và phía dưới sẽ là mặt nạ hành quyết này,
khăn bịt mặt này, khăn bịt mặt Nam Mỹ luôn, rất nhiều các bạn ơi. Thế đây các bạn là nhiều bạn sẽ có nhiều món đồ giống mình nhá. Ở đây sẽ là băng che mắt gà cute, sau đó là băng che mắt gà con này, băng che mắt áo lót nhìn nó ngầu vãi trưởng rồi nha em ạ. Bên dưới có khăn bịt mắt tay cầm game này, mũ tiểu tiên nữ, rồi là đầu đôi mắt Ai Cập. Về phần áo nha các bạn ơi, tiếp tục kể cho anh em xem về cái phần áo. Thì đây chúng ta sẽ có cái áo kitsune. Đó, phóng to lên cho anh em dễ nhìn nhá. Tiếp đến đó là cái áo tình yêu màu hồng này, áo tận thế. Tiếp tục sẽ là áo nàng hề ma quái, áo hải tặc nữ và áo thợ săn phù thủy nữ luôn. Nhiều quá anh em mà đọc mỏi miệng luôn, chơi hết này. Áo chiến binh giả lập beta, và đây sẽ là áo nữ quái xa lộ này, áo cyborg này. Đó, áo nữ hoàng Ai Cập và áo đặc nhiệm Delta này, áo nữ hoàng sinh tồn này. Áo đồ long nữ, như là nó là cái thẻ vô cực mùa này anh em ạ, trông cũng ngầu mà. Áo hacker cam này, rồi là cô gái đua xe áo. Cái này các bạn cày đủ liver mới nhận được cơ. Áo đồng phục anh nữ này, áo nữ yêu tinh này, nhiều vãi trưởng anh em ạ, có áo khoác da nữa. Đây là tiết mục sau đồ của sự kẹo. Ngoài ra có cả áo bóng chày, áo nữ cảnh sát, áo báo đen, rồi là áo bikini chấm bi các kiểu, áo giang hồ đỏ, áo giang hồ xanh luôn đấy, áo đỏ, áo xanh chứng kiến cho anh. Và đây sẽ là áo joker nữ này. Chúng ta sẽ đang quan sát kiểu như là đây là cái áo phù thủy tập sự. Ngoài ra anh em có thể xem được cái áo bóng rổ nữ, và đây sẽ là áo Giáng sinh luôn này. Ok, tiếp tục là áo bà già Noel, áo tù trưởng nữ, áo người hùng 2019, áo kỷ hợi luôn, đủ các loại áo nữ hiệp luôn. Áo cô nàng đang yêu và áo mỹ nhân ngư, tiếp theo là áo hồng nhan và áo nữ hình thỏ này, áo nữ đấu vật này, áo tuyết nhi này anh em. Bên dưới là toàn là những cái trang bị mà nó hơi bị lâu lâu rồi. Ví dụ như là đây là các bạn sẽ có áo nữ học sinh đỏ này, áo nữ học sinh be này, áo thám hiểm nữ, và đây áo da nữ đen. Mấy cái áo phông gold S2 này anh em sẽ có rất là nhiều rồi nhá. Có cả áo cao bồi nữ này, sơ mi song gran nữ này, áo đanh vàng thì không nói rồi anh em ạ. Sơ mi song gran nữ đỏ này, gọi đỏ nữa. Áo combat này, áo đi biển các kiểu, áo hoạt náo viên, rồi là bên dưới thì mình có một đống cái áo bóng đá này, của Uruguay này, Tây Ban Nha này, Pháp này. Cái này người ta gọi là Croatia. Mình không giỏi tiếng Anh lắm anh em ạ. Hàn Quốc này, Colombia này. Bên dưới có cả áo nữ đặc công, và đây là áo danh vàng bộ bốn anh em ơi. Hip hop này, áo khoác hoàng gia vượt ngục các kiểu, vượt ngục cam luôn, và áo khoác tận thế này anh em. Tiếp tục cái đấy đó là áo cướp biển nữ. Từ từ bạn ơi, đừng mời mình đang quảng cáo trên một quảng cáo sơ đồ mà anh em. Đây sẽ là áo vàng S5, áo khoác thợ săn phù thủy nữ luôn, và cực kỳ là nhiều áo vàng S6, áo tiểu tiên, vàng S7 luôn, áo khoác xe bốc nữ trông cũng khá là đẹp anh em ơi. Chúng ta có áo vàng S8 nữa, áo đặc nhiệm Delta, áo nữ da rồng, áo 8 triệu like, nó là cái event thôi anh em ơi. Đây đây, chúng ta sẽ thấy là có cả áo vàng S9 nữa mọi người ơi. Và đây sẽ là áo Tuna Wi-Fi World Cup. Cái này mới thôi anh em ơi. Ngoài ra là mấy cái áo như kiểu ngày xưa mình chơi, đó là áo phông ngụy trang này. Sơ mi thị trấn đồ ngày, không tính đây. Quả Glow Beta đấy. Sẽ là áo sơ mi lập trình viên trắng này. Bên dưới là lập trình viên đỏ, xanh, rồi là vàng nữa, ngầu chơi anh em. Zipper xám này. Có cả áo thể thao xanh nữ này, cực kỳ nhiều áo phông Bushido này. Bên dưới là áo khoác Kitsune này, cá mập luôn. Bây giờ là mấy cái áo phông hoàng gia 1-2 và áo phông tận thế, bên dưới áo phông cướp biển luôn, áo gà điện tử có luôn anh em ạ, áo phông thợ săn phù thủy, áo gấu trúc ghê. Từ bạn ơi đừng mời mình đây. Ok, chúng ta sẽ thấy là có cả áo phông thần Ai Cập nữa, áo phông đặc nhiệm các kiểu, áo tiếng gầm rồng. Bây giờ là mấy cái đồ nó sida thôi anh em ơi. Chắc chắn là anh em đã có những cái áo đấy rồi thì mình không kể nữa tại đây. Đấy đấy, rất là nhiều áo luôn nha anh em. Được chưa anh em? Áo đầu chó các kiểu luôn. Bên dưới là một đống áo kiểu dạng Free Fire này. Đó, mình tham gia sự kiện chứng phục sinh mở rất là nhiều áo luôn nhá. Đấy đấy anh em ơi. Đây là về xong phần áo nữ, chúng ta sẽ lại tiếp tục xem tiếp về phần quần nhá. Sẽ là quần trong cái ạc của kẹo sẽ có gì anh em ơi. Đủ các loại quần kitsune này, quần tình yêu màu hồng này, quần tận thế, quần nàng hề ma quái, quần hải tặc nữ, thợ săn phù thủy nữ, và ở đây chúng ta sẽ có quần giả lập beta này, chiến binh giả lập beta này, nữ quái xa lộ, cyborg nữ các kiểu, nữ hoàng Ai Cập, đặc nhiệm Delta, nữ hoàng sinh tồn các kiểu nha mọi người, rất là nhiều. Đồ long hacker cam, là cô gái đua xe quần luôn, váy đồng phục anh luôn. Các bạn sẽ có cả cái bộ trang phục, đó là cái quần của nữ yêu tinh,
Ngoài ra có cả quần bóng chày nữ và váy nữ cảnh sát luôn, quần báo đen đủ các loại và quần ngắn casino, váy casino anh em ạ, quá là nhiều luôn. Quần bikini chấm bi, váy Scotland mặc cho cả nam và nữ đều mặc được anh em ơi. Ở đây chúng ta sẽ có cả váy tối cổ và đây là quần joker nữ và quần phù thủy tập sự, quần bóng rổ nữ rất là nhiều anh em ơi. Và đây sẽ là quần Giáng sinh này, quần bà già Noel này. Đây tôi đọc mỏi mồm còn chưa hết nữa anh em ơi. Đây đây, sẽ có quần tù trưởng nữ này, quần người hùng 2019 này, quần kỷ hợi nữ này, quần nữ hiệp này, quần cô nàng đang yêu này các bạn ơi. Bây giờ có cả quần mỹ nhân ngư, quần hồng nhan, nữ hình thỏ, nữ đấu vật các kiểu tiết nhi. Mấy cái váy này đồ ngày thì kẹo không kể đến. Và mình sẽ có cái váy nữ sinh ba này, quần thám hiểm nữ, váy cao bồi, quần kẻ sống sót các kiểu, quần song crown anh em ạ. Đọc mỏi mồm quần combat này, nhiều cho anh em ơi, đọc mãi chưa hết này. Quần đi biển nữ và chúng ta sẽ có cả quần Victoria 2018, váy hoạt náo viên. Bây giờ là một đống quần kiểu là quần bóng đá anh em ơi, đấy đấy, rất là nhiều màu mọi người nhá. Và đây sẽ là quần nữ đặc công này. Bây giờ có cả quần taekwondo, quần hoàng gia, quần vật ngục, có hai loại màu luôn. Và đây sẽ là quần tiểu tiên, tiếp đó là quần bò này, anh em được tặng khá là nhiều này. Bây giờ là một số những cái quần rẻ rẻ thôi, thì quần da báo, da hổ các loại anh em ạ, có cả da cá sấu nữa. Tôi quên, chỗ này không có da cá sấu anh em ơi. Đấy, bên dưới thì sẽ là một lô quần dài kiểu màu rẻ tiền anh em ạ, xanh đỏ tím vàng các thứ đủ loại màu nhá. Về phần giày đấy, chúng ta sẽ lại tiếp tục xem về phần giày của Nick Sĩ Kẹo xem là sẽ có những cái gì anh em ơi. Đây là Work Questionnaire, là mấy cái giày mà có trong cái thẻ cực thôi anh em ơi. Đây đây, bây giờ sẽ kể sơ qua cho anh em thôi, tại vì nó nhiều quá đấy. Nàng hề ma quái, nữ hải tặc này, thợ săn phù thủy. Bên dưới sẽ là chiến binh giả lập beta này, nữ quái sao lộ này, giày xe bốc nữ này, nữ hoàng Ai Cập này anh em ơi, đặc nhiệm Delta, nữ hoàng sinh tồn các kiểu, giày đồ long, cực kỳ là nhiều. Giày tình yêu này, mình tham gia cái event hình như là 14 tháng 2 của năm 2018 anh em ạ, sẽ được tặng cái giày tình yêu nữ này. Ngoài ra có cả giày hacker nam này, à giày hacker cam, đậu xanh, đọc nhanh quá vội anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ có được cái giày cô gái đua xe nữa này, giày bóng chày và giày nữ cảnh sát này, giày vàng luôn. Đây là ba cái giày bóng đá, giày vàng bạc đồng mình đều có cả luôn anh em ạ. Tham gia một cái event của game Free Fire nha các bạn ơi, sẽ có giày báo đen và đây sẽ là tông bikini chấm bi. Ngoài ra có giày joker này, phù thủy tập sự các kiểu, bóng rổ này, bà già Noel này, quần à đâu, giày thủ trưởng nha em ạ, giày người hùng 2019 này, giày nữ hiệp và đặc biệt rất là nhiều mỹ nhân ngư này, hồng nhan các kiểu, giày nữ đấu vật này, tuyết nhi này, giày thường là anh em là ai cũng có thì phải. Sâu mãi chưa hết anh em ơi. Và đây sẽ là giày nữ sinh ba này, bên dưới là có giày thám hiểm nữ và cực kỳ nhiều, đó là giày cao bồi, giày kẻ sống sót nữ, giày combat nữ, tông đi biển. Và đây sẽ có cả giày vàng này, bên dưới là giày nữ đặc công này, giày vượt ngục này, giày vượt ngục cam có luôn, giày tiểu tiên luôn anh em ạ, quá là nhiều. Giày đen, giày trắng đủ các loại màu, xanh đỏ tím vàng ngay bên dưới anh em ơi. Và thế là cuối cùng cô đã giới thiệu xong cái về cái những cái bộ trang phục mà mình có về nhân vật nữ. Nhưng mà vẫn chưa hết anh em ơi, chúng ta sẽ sang và kể về những cái bộ trang phục nam anh em ạ mà kẹo có được. Đấy đấy, đổi lại qua nhân vật nam, sơ lược về những cái nhân vật ở đây thì kẹo hầu như là đã nâng cấp được khá là nhiều cấp độ anh em ạ và mở khóa. Thế bây giờ chọn đại nhân vật nam đi, Hayato đi, để cùng xem tủ đồ anh em ơi. Về phần tủ đồ của nhân vật nam ấy thì kẹo cũng có khá là nhiều đồ ở đây. Chúng ta sẽ có được Black đen cổ đầu này, đấy, tóc samurai nam này, ra anh em có thể có được mũ hải tặc nam này, bộ tộc răng kiếm này anh em ơi, mũ thợ săn phù thủy nam này, mũ bóng chày này, mũ gangster này, mũ phất tuxedo này, tóc tối cổ nam này anh em ơi, tóc joker này. Cái này thì cả nam và nữ đều dùng được mấy cái món đồ bên dưới. Và đây sẽ là mũ lãng khách này, mũ rừng sâu này, mũ quân đội này anh em ơi, nhiều chưa anh em, mũ cao bồi nam luôn này, mũ kẻ sống sót nam này. Bên dưới sẽ có là khăn tròn đi biển luôn đấy, ngầu chưa anh em ơi. Bên dưới sẽ là mũ đường phố cũng của nam này, vật ngục các thứ là bên dưới dùng chung anh em ạ, nhưng đây nó là cái tóc phong cách street luôn, được chưa anh em. Ngoài ra có cả mũ tiểu tiên nữa, đồ nam thì hơi ít nên là kể hơi nhanh. Về phần kính mắt, chúng ta sẽ có được cái mặt nạ Bushido này, mặt nạ ác quỷ này, mặt nạ chú hề ma quái, được chưa anh em. Ngoài ra có mặt nạ samurai nam này, chiến binh giả lập alpha này, ma tốc độ này. Bên dưới có mặt nạ thợ săn phù thủy này, mặt nạ chỉ huy không gian, người đầu bánh gừng này,
đầu người bánh gừng anh em ạ, đọc hơi nhầm, hơi sai sai các bạn ơi. Đây sẽ là kính Cyborg Nam và đây sẽ là mặt nạ vệ thần Ai Cập. Mặt nạ đặc nhiệm Omega, bên dưới sẽ có là đầu nhà tiên tri, mặt nạ hàng long này, mặt nạ đầu lâu này. Ngoài ra có cả đầu túi giấy nữa, bên dưới sẽ là mặt nạ Tuxedo. Rất nhiều anh em ạ, kính giang hồ Nam. Đây là mấy cái băng che mắt lườm dùng được chung thôi anh em ơi. Đấy, mặt nạ Joker Nam này. Cái này đồ ngày mình không tính nha anh em. Mặt nạ huyền bí dùng chung được này. Và đây sẽ là đầu sát thủ bí ngô nha các bạn ơi. À, bên dưới chúng ta sẽ có được là mặt nạ tù trưởng Nam này, mũ người hùng 2019 Nam này, mặt nạ lãng khách nha các bạn ơi. Cái mắt này thì mình vừa kể ở bên lúc nãy thì mình review shop đồ, à đâu, tủ đồ cho nữ của mình. Đây sẽ là cái đầu chiến thần, bên dưới mặt nạ LL thì lúc nãy giới thiệu rồi nha em ơi. Đầu hỏa vương này, đầu nam nhân ngư này, đầu nam đấu vật này, đầu hàn vương này anh em ơi. Đây là cái mặt nạ khủng bố và chúng ta sẽ có được cái gì đây anh em ơi. Mặt nạ hành quyết này. Thế nhưng mà cái này thì mình vừa review rồi anh em ơi, vừa review cả rồi. Nhưng có cái kính người phán xử dành cho nam này. Bên dưới này thì anh em sẽ có là cái kính phong cách tweet nữa. Thế thôi anh em ơi, đã xong cái phần kính của nam rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái bộ trang phục dành cho nam ở đây. Sẽ là cái áo nha các bạn ơi. Đây là áo Bushido, bên dưới sẽ là áo Black Tanker. Và đây áo ác quỷ đủ các loại chú hề ma quái Samurai hải tặc. Rồi là bên dưới chiến binh tập Alpha. Bộ tộc răng kiếm ma tốc độ, bên dưới có cả thợ săn phù thủy nam và chỉ huy không gian này. Người bánh gừng này anh em ơi, áo Cyborg này, vệ thần Ai Cập đặc nhiệm Omega. Áo nhà tiên tri, áo hàng long, vest sườn xám đủ các loại hacker. Rồi là đồng phục anh nam, áo khoác da, áo bóng chảy nam này, áo casino này anh em ơi, áo tuxedo các kiểu, áo tối cổ có luôn anh em ạ. Áo giang hồ, rồi là áo chó điên, rồi là bây giờ đến áo Joker Nam, bên dưới sẽ là áo bóng rổ, sát thủ bí ngô các kiểu, và chúng ta sẽ đến với áo tù trưởng anh em ơi. Tuyệt vời. Sẽ có áo người hùng 2019 nữa và kể cả áo kỷ hợi. Ui. Áo lãng khách là hỏa vương nam hình thỏ này, nam nhân ngư này, áo khoác da lửa các kiểu nam đấu vật. Áo giáp da lửa có luôn anh em, áo hàn vương này. Mấy cái áo này Sida rồi thì mình không nói này. Đây sẽ là áo khủng bố này. Áo phông không nói anh em ơi, áo cao bồ này. Bên dưới sẽ là áo kẻ súng sót này. Ôi bạn ơi đừng mời mình đang giới thiệu review đồ cho anh em xem mà. Đây sẽ là áo ranh vàng và áo combat này. Sóng mũi đi biển nam này. Bây giờ là một số những cái áo bóng đá lúc nãy thì mình kẹo đã vừa kể rồi anh em ơi. Ngoài ra thì có cả áo script này, áo taekwondo nam này, áo khoác ác quỷ này, áo khoác hoàng gia này. Mấy cái áo này thì kẹo vừa kể rồi nha anh em ơi. Áo người phán xử nam, áo cướp biển nam này. Đó. Và chúng ta sẽ có là áo khoác thợ săn phù thủy nam nữa. Bên dưới là mấy cái áo ranh vàng thôi. Châu cũng ngầu nha, mà áo phong cách tweet này, áo tiểu tiên này. Đây là áo khoác Cyborg Nam. Và đây sẽ là áo vàng S8 này, áo đặc nhiệm Omega này, áo nam nanh rồng này, áo 8 triệu like thì mình không nói rồi nha mấy anh em, đã có hết cả rồi nha. Mà áo Thun Free Fire World Cup. Bên dưới là mấy cái áo này thì kẹo vừa kể ở chuyên mục lúc nãy rồi, nhưng lại có thêm áo dạ tiệc nữa. Đấy, zipper xám này hình như là cả nam cả nữ đều mặc được thì phải. Áo mũ sĩ quan này. Đó, cực kỳ là nhiều anh em ơi, đường phố áo khoác này. Bên dưới là một lô những cái áo phông đầy đủ những cái họa tiết anh em ạ, cực kỳ là nhiều. Đó. Nhiều chưa anh em ơi, nhiều chưa anh em ơi. Vô cùng là nhiều luôn nha các bạn ơi. Và đã đến với cái tiết mục đó là sâu quần anh em ạ. Đấy. Sâu quần. Quần đây chúng ta sẽ có là quần Bushido này, quần Black Dunker Nam này, ác quỷ này, chú hề ma quái này, Samurai Nam này, quần hải tặc này, chiến binh giả lập Alpha các kiểu, bộ tộc răng kiếm ma tốc độ này, thợ săn phù thủy nam, chỉ huy không gian, người bánh gừng, rồi là đặc vụ Bắc Cực. Đấy, nhà tiên tri này, quần hàng long này. Ui. Ơ tôi tưởng là cái đuôi là cái cánh anh em ạ. Quần sơn xám này, quần hacker này, quần đồng phục anh, và chúng ta có cả quần bóng chảy nữa. Bây giờ là quần ngắn casino này, quần dài casino đấy, quần ngắn quần dài đủ bộ luôn anh em ạ. Quần gangster rồi là người tối cổ đấy. Vice Scotland này, lúc nãy mình kể rồi, có quần chó điên này, quần Joker Nam này, quần bóng rổ này, bên dưới có quần kỳ ông quả chết này. Sát thủ bí ngô này anh em ơi, quần tù trưởng này. Quần đột phá 2019 nha anh em, quần kỷ hợi này, quần lãng khách này các kiểu, quần hỏa vương. Quần nam hình thỏ rồi là quần nam nhân ngư, quần nam đấu vật. Quần da lửa có luôn, quần hàn vương. Đấy, bên dưới là một số những cái quần Sida anh em có hết cả rồi thì mình không kể nhá. Đấy. Một lô những cái quần bóng đá luôn anh em ạ. Đấy, cực kỳ là nhiều đồ nha anh em ơi. Quần phong cách street này là quần tiểu tiên nam này. Đấy. Rất là nhiều quần luôn nha anh em ơi. Đây có cả quần đường phố này, kiểu dạng bốc bát anh em ạ.
quần ống le các kiểu rất nhiều nhá. Chưa hết các bạn ơi, chúng ta sẽ lại đến với phần giày nữa nha em ạ. Tiếp tục giới thiệu với anh em về phần giày của sĩ kẹo đây, kho giày cho nam này, Work Bushido này, Breakdance, giày ác quỷ các thứ. Đấy, anh em thấy chưa? Nó rất là nhiều loại giày luôn, giày bộ tộc giang kiếm, ma tốc độ, thợ săn phù thủy nam, chỉ huy không gian này, giày bánh gừng này, giày xe bốc này, giày với thần Ai Cập, giặc nghiệp Omega này. Đấy, anh em thấy nhiều chưa? Hàng long, giày tình yêu các kiểu, sơn xám, hacker, bóng chày các thứ, giày xanh đỏ vàng đấy, lúc nãy mình kể rồi anh em ạ. À đâu, giày vàng trắng đồng anh em ạ, tôi tưởng xanh đỏ vàng. Đấy, anh em thấy nhiều giày chưa ạ? Cực kỳ là nhiều giày luôn ạ. Đấy đấy, rất nhiều luôn nha mọi người ơi. Bên dưới sẽ là giày da lửa này, giày Hàn Vương này, đấy, giày thám hiểm luôn, cực kỳ là nhiều. Ngoài ra có cả thêm một quả dép tung lào nữa anh em ạ. Đấy, giày vàng luôn, bên dưới là giày giáp chân taekwondo. Đó, anh em thấy nhiều chưa ạ? Vô cùng là nhiều giày luôn nhá. Được chưa anh em? Thêm cái giày đường phố nữa. Ok, như vậy là ngày hôm nay Kẹo đã giới thiệu xong về cái chuyên mục sâu tủ đồ của sĩ kẹo, được chưa anh em ơi? Đấy, anh em hết thắc mắc về tủ đồ của sĩ kẹo sẽ có những cái gì rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.